Hello, chào mừng các bạn đến với tựa game Dragon City. Mình là Sunita đây. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục đến với cuộc đua Heritage nha các bạn. Và cái sự kiện gọi là sự kiện con gì ta? Con cam con màu cam đã ra rồi các bạn ạ. Nó đơn giản là phá giải mê cung. Những cái nó mang những cái góc phần tư nó bị chia khúc á, các bạn đi tìm rương thì tí nữa mình sẽ đi sau. Thì hiện tại mình đã lên được lab 21 nút 5 rồi các bạn ạ. Chuẩn bị lên lab 22 rồi. Đây. Lab 21 nút 5 rồi các bạn. Ok, xem thử cái phần quà ở lab 21 này là mình sẽ nhận được 80 ốp của con rồng Heritage các bạn ạ. Lab sau sẽ được skin. Đó. Ok, chúng ta thu thập vàng này. Rồi, combat arena một xíu nha bạn. Anh nhập combat là language một xíu. Ui, rồng này được gắn bét hồi sinh luôn nè các bạn. Ủa? Con này hệ chiến binh đầu các bạn ạ, à? Nó không bị hack khách hệ. Ở đây cần 8 cái móng vuốt, chắc là đánh hai trận các bạn. Cái gì ta? Hai lượt chứ, hai lượt. Light Titan. Trận này gặp Corrupted Titan các bạn ạ. Còn phía sau rip này. Còn mỗi con này 185.000 dam. Skill đặc biệt của con rồng rồng Heritage các bạn, hai đi đầm. Bạn này cũng luyện rồng xiêm này chứ, luyện cũng bua lên 5 sao luôn nè các bạn, 5 sao và max rank. Bạn này là trăm cây nè. Vậy mà con này cũng còn xíu máu chưa đi. Rồi, đội hình này chắc là một hit đi nè. Reset để tăng thêm một trận nha các bạn. Là may mà yêu cầu 9 trận thì chúng ta cũng có thể đánh được 9. Đúng là đúng rồi, 9. Một lần 6 với một lần 3 là 9. Giật thì toàn không đăng quên để ý chứ.
con này còn xíu máu. Nghĩa là con này skill đặc biệt gây ra sát thương cho những cái con sau không có mạnh các bạn. Thì cái con đầu tiên mới bị dính vô đam thôi, mấy con sau yếu lắm. Ok, hoàn thành lát 22. Nhận được 80 ốp của con 2 Destiny Dragon. Mình đang có một free spin các bạn ạ, chập nữa chắc là đến cái kia thì mình mới tiếp tục. Đến cái nào ta? Đến cái kiểu mà đánh móng vuốt á thì mình mới quay nha các bạn. Rồi bây giờ ngồi mà thu 97 item chắc là lâu lắm đây các bạn ạ. Ok, mình ngồi lại loại cái đó xíu nha. Wow, một cái nút một không mà mình thu item hơn 30 phút các bạn ạ. Này, bây giờ mang hết 88 trên 97 rồi các bạn ạ. Trong khi lúc mình quay video mình nhớ là tầm 6 giờ, mà bây giờ sắp 7 giờ rồi các bạn ạ. Rồi, sắp qua được nút một rồi các bạn ạ. Lại lội thêm item nữa nha. Ok các bạn ơi, cuối cùng cũng qua được lab 22 nút 1 rồi. Chúng ta đến với lab 22 nút 2, gồm các item là thu thập vàng và ấp trứng các bạn. Thu thập vàng như các bạn đã biết là cái mèo thu thập vàng nhanh nhất là xây dựng những môi trường đất level 1, sau đó các bạn mà kiểu như ít rồng thì bỏ rồng đất vào level 15, còn bạn nào mà nhiều rồng có những con rồng đất thuộc hệ legend thì bỏ vào, hoặc thuộc hệ heroic thì bỏ vào cho nó thu thập cho nó nhanh vàng các bạn ạ. Rồi mình up thử ba quả trứng này thử nhân phẩm nó như thế nào nha các bạn, sau đó chắc là mình sẽ kết thúc video cho các bạn ngồi xem mình up chờ mà đủ 10 quả trứng là chắc phải 20 phút các bạn ạ. Đây 18:56 nha. Rồi xong 10 item rồi các bạn ạ. Phải ngồi lầy lội gọi là tầm nửa tiếng các bạn ạ mới xong được 10 item. Rồi chúng ta đến với lab 22 nút 3. Ở đây là cho rồng anh cũng như lai rồng. Ba lần không ra nè. Với việc ấp trứng thì mình làm nhanh hơn các bạn, tại vì hiện tại cái đảo ấp của mình là 6 item. Mình ấp một lần 6 quả trứng thì nó ra item, mình thấy là nó nhanh hơn việc like một xíu. Còn cái việc like này là hơi căng các bạn ạ. Mỗi lần như thế mình chỉ like cái 3 item à. Hồi nãy mình quên cho rồng ăn rồi bán trứng nha. Ẩu quá. Quên là có nhiệm vụ cho rồng ăn các bạn ạ. Căng. Mình like nhẹ 9 lần thôi nha các bạn. Để xem thử nó có ra item không. Thì mình sẽ kết thúc video nha. Cho các bạn mà ngồi xem mình like thì mà được 11 item phải nửa tiếng nữa. Được rồi Harris, bây giờ đến những lát cuối là một lát đua lâu lắm các bạn. Nó mà cày free. Cày free không tốn game. Đó, cái thu cho rồng ăn là sướng nhất các bạn ạ. Cho rồng ăn chúng ta làm rẹt sướng nhất. Sau đó là thu thập vàng nói gì mà cũng nhanh. Rồi tiếp theo là thu thập trái cây. Rồi trái cây nó nhiều item nhưng mà ngầu lầy lội nó cũng xong các bạn ạ. Còn cái ấp trứng với việc lai rồng quê rồi, chờ ra một item là mừng hết lớn các bạn ạ. Rồi, không ra rồi các bạn ạ. Rồi các bạn ạ, cuối cùng thì cũng xong được cái item cành cây rồi các bạn. Hiện tại là 8:07 rồi. Cái item này cành cây của mình ngốn mình nửa tiếng các bạn ạ.
Rồi giờ là cho rồng ăn lên nè. Ok, và đến nút này thì chúng ta có thể quay vòng quay free được rồi các bạn ạ. Đi đánh language nha. Vòng quay free. Đầu game là đánh language, đến giờ cũng lại đánh language các bạn ạ. Vẫn vẫn là quên language thôi. Language được con hai rhythm, nó có skill đánh lan các bạn, đánh khá là nhanh. Ôi, con hai rhythm này thì phải đợi đợt Divine Pass mùa 6 các bạn ạ. Nó bán giảm giá đâu, nó bán ốp chứ, nó bán ốp thì mình mới nâng 5 sao, sau đó mình sẽ nghiên cứu add bét đam hay là bét máu cho nó nha bạn. Con này vẫn sống này, này nó hồi sinh lại. Không biết sau này nhà phát hành game có ra cái con rồng nào có kỹ năng khó skill đặc biệt của rồng không các bạn. Mình nghĩ chắc nhà phát hành có chơi cái kiểu đấy quá. Kiểu giờ sau con nào skill cũng bé hết mà ra con chơi khó skill của mấy rồng chơi. Sống này. Mỗi con còn xíu máu. Đây, con này ra nuốt được không? Tút 5 sao. Hát bít đam bít máu luôn các bạn ạ. Ok, hai trận nữa cho nó xong lên việc luôn nha. Đằng này phải đánh lâu rồi. Hai đi đùm có khả năng hồi sinh các bạn ạ. 382.000 máu. Rồi chúng ta đánh một trận free nha. Thank you.
Rồi, ra quay thôi bà. Trời ơi, mình tưởng được cái dưới chứ. Là cái dưới là phải gọi là quá hên luôn ấy. Rồi, và cái này thì chắc là mình đánh từ từ thôi bà. Mai nữa là rồi qua. Cứ chậm chậm thôi, 1 tiếng 20 phút rồi đánh, 1 tiếng 20 phút đánh các bạn ạ. À. Chậm chậm rồi qua các bạn. Khi nào mà mình đua lên lát kiểu lát 25 á, mình mới skip nhanh nha. Từ bây giờ đến cuối ngày thì chắc là sẽ kịp, có khả năng kịp lát 30 nha các bạn. Rồi, thu thập trái cây nè. Ok, chúng ta là tốn quá nhiều thời gian cho cuộc đua Heroes rồi các bạn. Bây giờ đi phá đảo nha các bạn. Thì hiện tại mình đang có là 4.600 con. Để mình bật cái map lên thử nha các bạn. Này. Ở đây nói đơn giản chúng ta xem cái map này như một cái đồng hồ nha các bạn. Hướng bên phải này sẽ là góc 3 giờ. Lên trên này là góc 0 giờ hay 12 giờ. Xuống đây là góc 6 giờ. Và qua đây là góc 9 giờ nha các bạn. Thì mình thấy ở trong cái bản đồ thì ở cái góc mà gọi là góc bên này này, góc phần tư thứ ba, từ khoảng độ từ 6 giờ đến 9 giờ thì cái góc đó nó có chứa gọi là cái vật phẩm cho sự kiện các bạn ạ. Và còn cái góc phần tư thứ nhất á, từ độ 0 giờ đến 3 giờ thì nó có chứa là cái vật phẩm để đổi của con hai Riddim. Thì chắc là mình sẽ đi góc phần tư thứ ba trước, sau đó quằn lên góc phần tư thứ nhất rồi quay lại. Chúng ta sẽ quay lại cái góc kia nha các bạn. Nói chung là mình chỉ đi lấy rương thôi, mình đi lấy rương thôi nha. Này. Rồi, đi lấy rương thôi các bạn ạ. Để mình bình tĩnh mình xem bản đồ đã. Đây các bạn, hiện tại là đi xuống rồi đi ngang ba cái thì được một cái rương này. Đi xuống một bước. Rồi, đi ngang qua trái ba bước. Một hai, đây ở đây chúng ta sẽ lấy được cái rương này rồi, được một cái đồng hồ các bạn ạ. Đó, từ cái rương này giờ sao ta nghiên cứu như thế nào ta, rương này cứ đâm thẳng xuống các bạn ạ. Ok, này đâm thẳng xuống đi. Đâm thẳng xuống khi nào mà gặp mảnh của con rồng Legend thì rẽ trái các bạn. Rồi, về trái qua. Mảnh rồng Legend rẽ trái. Tiếp tục cho đến khi nào mà được thấy cái rương thì rồi. Đây cái rương này các bạn. Rồi, lấy cái rương. Okay, cái rương xong rồi, ở sát góc. Sát góc vẫn còn một cái rương các bạn ạ. À. Vô góc lấy luôn. Lấy cái rương sát góc luôn nha các bạn. Cái rương này là tốn lắm, 400 lần á. Lấy đại đi. Rồi chúng ta qua cái góc phần tử khác. X2 luôn, ngon.
Rồi bây giờ mình quay lại, quay ra cái chỗ mảnh của con Legend. Quay ra đây, tốn 35 này. Rồi. Ta quay một. Rồi tiếp tục đi xuống. Lấy cái rương 400 luôn. Rồi xuống phát nữa, lấy cái rương nữa bạn. Rồi để xem như là mình quậy ở xong cái góc phần tư thứ ba rồi bạn. Từ đòn 6 giờ đến 9 giờ là mình quậy hết rương rồi á. Quậy hết rương rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ quay qua góc phần tư đầu tiên để lấy 5 cái vật phẩm kia. Để được 5 vật phẩm nữa các bạn ạ. Quay quay không ta, hay là đi tiếp góc phần tư thứ hai ta? Này họ cần nè, sao mình mới đi một chút xíu mà hết rồi, mình thấy tốn kiểu như gần hết con rồi các bạn ạ. Mới mình có 2 4.000 con rồi, mới đây còn 2.000, tốn nhanh quá. Bạn nào có bản đồ sự kiện thì cứ đi theo cái bản đồ nha, còn đây mình có cái bản đồ gốc á, mình tự thiết kế được đi của mình các bạn ạ. Đôi khi là có thể là nó tốn nhiều con hơn so với các cái đường đi ở trên các cái trang web hướng dẫn đồ ạ. Hoặc là trên các hội nhóm á, mình thấy có nhiều bạn đăng lắm. Giờ đi đâu đây? Rồi, đi quay gì đây các bạn? Quay gì đây? Rồi tiếp tục đi ngang 2 bước và xuống 1. Ngang 2 nè. 1 2 đi thêm bước nữa. Rồi xuống 1. Okay, lấy rương. Nào, vậy là còn một cái rương sát gốc ở đâu dưới đây nè các bạn ạ. Đâu dưới đây nè. Chỗ đây nè. Sát gốc dưới đó có một cái rương 400 mà rương nó mắc lắm. Thôi, đi cái khác. Chúng ta quằng lên. Quằng lên. Cái rương 75 cái vẻ rẻ hơn các bạn. Cái vẻ nãy mình đi đường trên nó rẻ hơn ít con á. Cái đường dưới này lỗ rồi, lỗ rồi. Đây một rương nữa nè. Còn lại đánh thẳng vô tới cuối luôn. Đây. Lậm rương này. Lên lại phía trên này. Rồi. 100 con, đủ đủ. Rồi, ok các bạn ạ. Và mình sẽ để dành con để tập sau đi nữa nha. Giờ hết con rồi, đi không đủ nữa. Chúng ta xem thử đủ qua các bạn. Đây đây, có mình có cái này nữa. Mình có làm nhiệm vụ đạt được cái mốc 20 này nữa. Rồi, đi đủ quà, đi đủ quà.
Đó, phần quà này đổi được rồi nè, móc 70 kìa các bạn. Quan trọng là móc 70 nữa. Một bed light rồng. Rồi, ngon. 25 mảnh của con hai Riddim. Rồi, mở đây thử được gì đây? Quá ngon các bạn ạ. Được, 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 được. Còn hai ốc kết Titan này mình chưa có các bạn. Lại thêm được một rồng Heroic nữa. Bữa mình đã mở được hai vô đô các bạn. Và đây mình mở được hai ốc kết. Quá ngon luôn. Còn gì bằng nữa? Rồi, mấy cái này lầm luôn các bạn. Để chi? À, bây giờ chờ đến cái mốc mà 70 tiếp theo chứ còn hơi xa các bạn ạ. Mà các cái sự kiện đó mà các bạn lấy được những cái vật phẩm á thì các bạn nên lấy nha. Tại vì mình thấy cái rương này ngon ghê. Cái rương 70 này nè. Mình thấy cái tỷ lệ mở cái rồng toàn là rồng xịn không các bạn. Ừ. Quá ngon, rương nó quá ngon các bạn ơi. Bạn mở càng nhiều thì càng có lợi nha. Mình sắp được 10 item rồi này. À. Hai mươi mảnh rồi, và video của mình đến đây là kết thúc nha. Hẹn lại các bạn ở tập sau.